Robert Chinsu bùng lên vạn tiệc vui. Mời tiệc cùng Mono nha. Rất mong muốn mời Luân ở vị trí số 8 ở mùa sau. Yeah! Số 8. Số 8 là vị trí khách mời á. À không, số 7. Số 7. À chưa gì mà mời 7 vậy. 7 nụ cười xuân. Sẽ là 8 nụ cười xuân. Và cái nụ cuối cùng là nụ khách mời thì em sẽ là nhân vật thứ 7. Yeah. Thứ 7 là nhân vật chính đó. Là được trong dàn cast chính luôn. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Tiến Luân. Xin giới thiệu ca sĩ Trương Thế Vinh. Lê Huỳnh Thủy Ngân. Linh Dương La Ngọc. Lâm Vĩ Dạ. Hôm nay thưa quý vị, anh em chúng tôi với những trang phục sắc màu em hồng. Sắc màu em hồng. Đúng rồi, hồng hồng nó nhẹ nhàng. Bộ này cũng đẹp ha, bộ này cũng đẹp. Sao mặc đồ kỳ trời. Nhưng mà cái bộ đó không có đẹp anh ơi. Nào? Cái bộ xanh đó đó. Bộ này không được ở bên đẹp. À, vậy vậy cũng, đi ra cũng, dùm luôn đi. Không phải ở bên khu đẹp, cũng không phải ở bên khu xấu, ở bên khu tệ. Trời ơi, anh bỏ vô quần đi. Cái gì? Bỏ áo vô quần đi. Cái quần anh nó bị dài, anh bỏ vô nó kỳ. Lên tới đây hả? Ừ. Nhưng mà không cần đẹp, mình đàn ông mình có gia đình hết rồi, lớn tuổi rồi, mình chỉ cần mắc cười là được. Lớn tuổi rồi. Hả? À, mắc cười là được. Lớn tuổi rồi. Thưa quý vị thân mến, à thưa các anh chị em thân mến, kể cả khán giả trường quay, kể cả các anh quay phim đây luôn cũng chưa biết, có một thông tin chấn động mới nhận được vào 12 giờ đêm tối hôm qua, sau khi chúng tôi đã quay xong và về nhà. À, chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa với mùa thứ 8. Và chương trình có một sự thay đổi và mong muốn sẽ giúp ích cho chương trình để chương trình hấp dẫn hơn là sẽ có thêm mùa thứ 8. Và từ mùa thứ 8 sẽ đổi tên thành 8 nụ cười xuân. 8 nụ cười xuân. Người ta nói là 8 nụ cười xuân, mắc gì em đẩy tôi ra. Ví dụ em dùng cái hành động em đẩy tôi ra thử coi. Nè. Đó. Nếu là đi là đi một cặp. Ủa sao là em tưởng tôi đi người em đi hả? À, ừ. Là thêm người thì anh phải ráp tôi vô. À là phải thêm một kèo chính nữa. Nhưng mà ví dụ như mà em đi tôi đi rồi em dắt ai đi nữa. Đó. Ủa là sao? Là mình đi rồi. Mình giỡn như là có huông đó. Ủa mọi người, mình phải hỏi thử là người thứ 8 là ai, có bật mí được chưa? Tức là không là phải em là ai mình nữa. Ủa dạ. Wow, ủa. Ủa dạ. Wow, ủa. Đây là người thứ 8 sao? Biểu diễn đó kìa. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, tôi sẽ là thành viên trong mùa thứ 8. Tám nụ cười xuân. Mời mới ra đó. Ồ khoan, cái hành động em nhảy qua đó xong rồi cặp da Thúy Ngân là sao vậy? Ủa thì em cái đi này theo... là đột nhập rồi chứ không có được mời luôn á. Vậy là em chưa được giới thiệu hả? Chưa luôn. Thôi em vô. Ông trời, quý vị thấy không, luôn công bằng với mọi thứ, không cho ai tất cả. Chứ lại một mình em... Thúy Ngân là tụi tôi gồng mệt lắm rồi. Sao cho em phát hiện nha, bao nhiêu mùa anh Luật ảnh chơi, anh ăn hiếp, ảnh đè đầu cưới cổ em, nhưng mà rõ ràng không có ai ra đứng cạnh em là ảnh qua anh bảo vệ em liền. Đúng rồi, ai đụng với người em cái là ảnh qua anh bảo vệ em liền. Trời ơi, phải đâu em, tôi em đừng có không hiểu phải lắm. Tại tôi sợ tôi không nghe tôi nói hả, mấy anh em tôi gồng một mình Thúy Ngân là mệt rồi, bây giờ thêm Thúy Luân vô nữa thì không nổi. Thì thực ra là không phải là 7 nụ là nó không vui. Nó vui rồi đó. Nhưng mà chương trình cần sự đổi mới, cần thêm một cái khía cạnh nào đó, ở một cái nhân vật nào đó. Nên sẽ có một người nào đó, chưa biết là ai. Thì từ số này cho đi, chúng ta sẽ tiếp đón rất nhiều người. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn nhận về họ. Và ban tổ chức bên dưới cũng nhìn nhận về họ, để có thể A hoặc B hoặc C sẽ được vào trong dàn chính. Đó. Bữa nay thấy mấy Ngân phán câu đầu tiên nha. Nói chuyện u ớ ra tôi thấy A hoặc B hoặc C. Cho nên là chúng ta dù gì thì dù, nó cũng phải có sự duyên dáng nhất định. Chứ đúng rồi, đúng rồi. Đó. Nhiều khi chương trình đang có sự đổi mới. Và ngày hôm nay người đầu tiên có thể vào hoặc ra, hoặc là không thấy nữa, hoặc là sẽ nguyên một mùa sau chúng ta chào đón ca sĩ
xong luôn. Wow, biểu diễn đó kìa. Hay nó hồi dài trong chơi đó. Bên đây còn vô đây luôn, mời luôn gửi lời tới quý vị khán giả đi nào. Dạ, lần đầu tiên chào mặt với tất cả quý vị khán giả. Thì như nãy đã ở trong kia luôn có nghe thấy thì xin trân trọng giới thiệu cho tất cả mọi người một bí mật nhỏ là nhân vật thứ 8 đó chính là tôi. Hồi nãy nói rồi mà không ai chấp nhận. Ủa gì vậy? Thì Song Luân là một người biết rồi, là một diễn viên, là một ca sĩ, đóng rất nhiều phim, dạ. Tham gia chương trình mình cũng vài lần rồi. Và cũng là một khách mời luôn có ở những chương trình lớn và những chương trình hot. Thì ban tổ chức cũng nói thẳng luôn là rất mong muốn mời Luân ở vị trí số 8 ở mùa sau. Yeah! Số 8. Số 8 là vị trí khách mời á. À không, số 7. Số 8 mà chưa gì mà mời 7 nụ cười xuân sẽ là 8 nụ cười xuân. Và cái nụ cuối cùng là nụ khách mời thì em sẽ là nhân vật thứ 7. Yeah. Thứ 7 là nhân vật chính đó. Là đi trong dàn cast chính luôn. Đúng rồi. Quá tuyệt vời. Và để gọi là... Anh ơi, anh muốn anh đừng có nói lộn mấy cái vấn đề quan trọng đó. Mà anh nói lộn một con số thì là cũng đi xa đó. Luân là tham gia rất nhiều chương trình, đóng rất nhiều phim. Và gương mặt của Luân là tràn ngập trên các chương trình. Tràn ngập. Nhao ngán không anh? Không, phải dạy yêu thương. Không nhao ngán đâu. Yêu thương và chờ đón ở chương trình mới. Dạ. Thì ngày nay chúng ta sẽ có phần casting để có thể lọt hay không lọt vào dàn cast chính của chương trình này. Em xin thể hiện phần tài năng của thể em. Thể hiện là cái gì? Em nãy em dậy em hơi mệt á. Tim em nó đập. Thể gì? Thể hiện. Thể hiện cái thể diện. Em xin thể hiện cái thể diện của em vào cái vòng cast đầu tiên này. Xin ban giám khảo cho em được thể hiện phần tài năng. Tài năng gì? Ca hát. Không, chúng tôi không cần hát. Ở cái phần casting này ban tổ chức quy định Luân là người diễn rất tốt ở nhiều phim diễn chung với là Nhã Phương cũng có, Thúy Ngân cũng có, Dạ Ngọc đều hết. Không có. Em có diễn với chồng chị Dạ. Thì chương trình chúng tôi sẽ casting bằng cách một tình huống nào đó. Em ban tổ chức sắp xếp luôn. Ok. Muốn đóng vai đàn ông như thế nào? Em đàn ông gia trưởng. Gia trưởng lo được cho em. Gia trưởng là sao? Gia trưởng có nghĩa là mọi thứ trong gia đình đều phải theo ý của tôi. Đúng rồi. Theo của đàn ông. Rồi. Mọi thứ là phải trên bảo, dưới phải nghe. Rồi. Nhà phải có nóc. Rồi. Chứ phải muốn làm gì là làm. Rồi. Rồi trong nhà chuyện lớn là tôi lo. Vậy là anh Luật chuyện nhỏ tội. Là cô lo. Rồi. Anh Giang vậy là gia đình anh Luật ngược lại. Gia đình anh Luật là trên bảo dưới không nghe. Bởi vậy anh cứ bán sâm đó anh. Rồi. Rồi. Rồi đó. Vậy để gọi là người yêu hay là vợ? Vợ đi. Rồi mời Lâm Vĩ Dạ. Bây giờ tôi sẽ làm tình huống này, nó đơn giản thôi. Ok. Cô này á là cô rất thương mẹ cô. Ok. Bây giờ mẹ cô lớn tuổi rồi, mẹ cô sống một mình ở quê. Thì cô muốn á là hai vợ chồng mà về đó ở. Thứ nhất là trước tiên là một vài tháng. Thứ hai á là nếu được thì ở luôn với mẹ. Còn cậu này thì bố mẹ có anh em lo hết rồi và nhà rất là giàu. Anh nói lại hai không có nhanh quá. Ok em casting mà okay, listen to me. Ai mà vô mà hửi một cái là cái đầu quản dữ lắm. Anh ơi có bị mụ mẫm anh ơi. Mụ mẫm cái gì? Mụ mẫm em là Luân. Em là Luân. Còn đây là Liễu. Liễu. Em Liễu. Có một Liễu. Người mẹ. Mẹ tên là Lan. Lan. Ở ngoài Huế. Ở ngoài Huế. Thoại có lắm lờ quá vậy anh. Ở ngoài Huế. Mà mẹ mới bệnh gần đây mà không ai chăm sóc thì con một mà rồi. Muốn là hai chồng thôi về Huế ở được một vài tháng chăm sóc cho mẹ, mẹ khỏe rồi vào lại hoặc là được okay. Thì ở đó luôn. Ok. Cậu này nói không, vợ là phải theo chồng. Đúng rồi. Chồng sắp xếp. Con hả? Mướn đi, mướn người đi. Tiền tôi đưa hết. Con này nó cần tình thương. Tại vì mẹ có một. Con nó, ông này thì nói ủa chồng mấy. Đó. Chồng gia trưởng, vợ cam chịu. Vợ đến lúc này bùng phát. Mà ông thì thực sự là khó yêu thiệt. Đây là một tấn bi kịch. Vậy là phải diễn bi luôn phải không? Trong chương trình chúng tôi, đây là Hà Duyên. Hạt nhài. Còn em là Hề. Em Hề được không? Em Hề, không phải Hề tương lai, Hề quá khứ mà là Hề hiện tại. Nên tôi là Hề tại. Hề tại, hai tệ. Hai tệ hết. Hề tại, hai tệ. Hai tệ hết. Rồi, chuẩn bị ha. Hát ghê vậy này, phản biến là bây giờ mình đang ở đâu?
đang ở nhà của hai đứa. Rồi, ok. Một căn hộ ở bên Thảo Điền. Ở bên rồi, Lợi, okay. Đúng không? Ở Thảo Điền hả? Đang ở Thảo Điền. Không, không phải căn hộ này này, căn cho cư. Cho tôi góp ý cái. À, đàn ông gia trưởng á, thường người ta sẽ nuôi một cái con vật, con thú cưng. Cho tôi đóng vai con thú cưng thôi được không? Đó, vô phát người ta. 3, 2, 1, action. Vui à? Vui. Nhảy chân sáo vô. Đi chân sáo vô vui vẻ nè. Em sao cái mặt làm gì nghiêm trọng quá vậy? Em có chuyện một thứ với anh. Chuyện gì mà em nghiêm trọng gì? Tự nhiên nghiêm trọng đột xuất, nghe nói chúng là không đờ được. Tương ớt Chinsu bùng lên vạn tuyệt vui. Mở tiệc cùng Mono nha.